Những lý do mà mẹ nên mua máy hút sữa điện đôi Aven 394. Đầu tiên đó là sự tiện dụng, nó có thể dùng điện trực tiếp hoặc là dùng pin sạc dây. Đây chính là ưu điểm mà dòng Aven 393 không làm được, và nó chỉ cần sạc 4 giờ cho 3 lần hút sữa. Thứ hai đó là công nghệ hút sữa mô phỏng theo chu kỳ bú và nuốt sữa tự nhiên, tạo ra cái dòng sữa nhanh và hiệu quả cho mẹ cảm giác thoải mái nhất. Thứ ba đó là lớp đệm silicone mềm mại với kích thước là 30mm. Nó có thể co giãn linh hoạt và vừa fit với 99,98% kích thước bầu ngực của mẹ, nên nó sẽ giảm đau, tức ngực khi mà mẹ hút sữa. Thứ tư đó là sự tiện lợi. Thiết kế sữa hút giúp mẹ có thể ngồi hút sữa ở tư thế thoải mái, hoặc có thể ngả lưng hẳn ra phía sau mà không cần phải ngồi thẳng lưng như những cái dòng máy hút sữa thông thường khác. Nó sẽ giúp mẹ thư giãn hơn và đỡ mỏi hơn. Thứ năm đó là sự linh hoạt. Với 8 cấp độ massage và 16 cấp độ hút, giúp mẹ có thể dễ dàng lựa chọn cấp độ thoải mái nhất cho mình. Thứ 6 đó là sự thông minh. Nó có thể tự động chuyển đổi chế độ massage sang hút chỉ trong vòng 90 giây. Thứ 7 đó là màn hình LED. Cái màn hình LED này nó có thể hiển thị thời gian, cấp độ bằng số để giúp mẹ dễ dàng sử dụng. Thứ 8 đó là động cơ nhỏ gọn, vận hành yên tĩnh, giúp mẹ có thể sử dụng ngay cả khi mà bé đang ngủ. Và cuối cùng đó là thiết kế van cao su có tay cầm, giúp vệ sinh và tháo lắp một cách dễ dàng hơn.